trợ với anh em một em Hoàng Ly xẻ VIP coi nhá. Xẻ đến nan luôn anh em ạ. Em này thì là một em chim thuần thôi nhá, sách lồng vẫn hot các bác nhá. Em đang cho chim vào đây tắm thì tiện thể thấy chim nó căng quá, quay clip cho anh em luôn. Điện đóm căng ổn định thôi nhá, chơi tốt. Đấy, xẻ đến nan luôn anh em nhá. Đuôi xòe trên cánh anh em nhìn xòe đếm nan luôn thôi nhá. Em mà đang quay thì có điện thoại các bác nhá. Thì quay tiếp cho các bác này. Siêu vip đếm lan anh em nhá. Đó, anh em nhìn này, úi dồi ôi, chơi cánh nha các bác nhá, đuôi xòe rất là đẹp luôn. Sách lồng với nó thôi nhá. Mặt rất là đẹp rồi. Lông lá vừa tắm xong vẫn ướt thôi nhá.
Phép và dừng video clip đây. Để gặp lại anh em ở những video sau nhé. Chim rất là ok này con này, mắt lồi, con này rất là nóng tính nhé. Bộ đẹp dáng cao thôi nhé. Quần sách lồng con hót ở chân này con này. Video sau nha. Bye bye tất cả mọi người.